cho bạn đây là motor giảm tốc 2,2 kW. Này là 3 HP, số truyền của nó là 1/10. Đây là kiểu ngắt của nó là chân đế, và cái này dòng điện của nó là 220/380V. Cái này của nó là 9.0 sạc 5.2 8.6 sạc 5.0 A, và cái vòng cua của nó là 1430. Cái này là số sơ gì 31 12 310. Cái này bên mình được trực tiếp tại Taiwan. Công nghiệp, ngành nghề như ví dụ như xử lý nước thải môi trường, hóa chất, bùn quấy, rác thải, sản xuất công nghiệp, vân vân. Ứng dụng của nó thì rất là đa dạng, từ cá nhân đến công ty. Chào tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi video.